Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là bên cửa hàng em có một tiếp anh khách như lần trước có giới thiệu, đó là anh Sự. Họ và tên là Trần Xuân Sự. Đấy. Anh Sự ơi, em đọc cả họ và tên anh có ghét em không? Không. Ghét gì, yêu còn chả hết từ ghét. Vâng, anh em chúng em quen nhau từ 2015, 2016. Từng đi làm chung nhiều đám cưới với nhau. Anh có thể tả qua về cặp loa này anh mua bao tiền và bây giờ anh có ý định bán cặp loa này không ạ? Em mời anh. Mua cặp này rẻ thôi, nó cũng chưa đến 20 triệu một đôi. Dạ. Đấy, bán thì bây giờ chưa có ý định bán. Chỉ định là tìm đến chú Văn Lộc Kim Ngưu để chú set up. Bởi vì cái loa này của nó là chưa có phân tần. Loa này là loa đánh toàn giải. Đánh cốt số. Qua cốt số mình gọi nôm na là đánh quay arm hay là pick arm. Thì anh Sự anh cũng không nắm rõ về cái cấu hình của cái loa này, thì em xin phép đỡ lời cho anh Sự cùng gia đình kể qua về cái cấu hình của loa này. Anh có thể mô tả lại cho em cái củ X-Way này không ạ? Đấy, quả X-Way to. Anh cứ gọi quả này là quả tên lửa. Quả tên lửa. Quả này chắc là mua ở Triều Tiên về sao ấy. Không, Triều Tiên không bán đấy. Đấy. Triều Tiên không có gì bán ra đâu. Đấy. Đây. Đây là củ tép này. Còn củ tép đây này. Đấy. Thì khủng khiếp chưa? Em xin ngắt lời anh tí nhá. Riêng các cái cấu hình trên của loa này thì lần lượt là nguyên tử, hạng nguyên tử và bản thu nhỏ của bom nguyên tử. Bass từ 22%, mid ram từ 19-16 và track là từ 17, côn 76 à 74.4. Với cấu hình này thì khủng. Đây của X-Fay này là nó sẽ đậu ở trong cái vị trí bass này. Đấy. Nó có một ốc bắn đây. Ốc bắn đây, anh mô phỏng hộ em cái. Đây. Anh mô phỏng. Nó là dư thế này. Nó là siêu tên lửa này. Đấy. Đấy. Hạm đội chống tên lửa. Đấy, nó như thế này. Ok anh. Riêng cái phụ kiện này em xin phép để kể các bác này. Nếu các bác nào mà có ý định copy cái mẫu cấu hình thùng này ấy, thì bỏ ý tưởng đi nhá. À, đây đây. Để đấy. Giới thiệu cho anh em mấy cái móc này. Đây, cái đồ này. Cái này thì hiếm rồi. Đây. Hàng ba này cái trên dưới đều có đây này. Hàng đấy. Này là nó chuyên dùng cho vũ trường và những sân khấu ngoài trời yêu cầu số lượng khách hàng chục nghìn cơ. Đấy. Con này thì các bác có thể gọi là Poi Sao hoặc cũng có thể là Homelander, Ultra Homelander, siêu long hỏa tiễn. Cấu tạo của thùng này thì đã được các kỹ sư người nước ngoài họ tính hết rồi. Thương hiệu thùng là Ding Make Love. Cái củ này là từ 2100. Cái này có độ sâu. Nó không sâu bằng cái củ này. Củ Bitram này thì nó sâu hơn cái củ này. Đấy. Và củ Bass này thì là nó nông hơn nhưng lại có một cái củ gọi là củ X-Fay này. Thì là dìm cái tiếng min và tiếng hai. Đấy. Dìm xuống thì nó chỉ có nhiệm vụ từ 250Hz đổ về thôi. Và củ min này thì là một khoang kín nhá. Các bác nhìn đấy. Một khoang kín. Một khoang kín bưng luôn. Và cái dòng này thì nó lại chơi cái hệ rắc là ôi trời đất ơi. Con này là 8 pin. Nhưng mà sử dụng trong cái loa này nó có 6 pin thôi. Đây, cho anh em nhìn cái mặt đây. Đấy, vừa mới bắt được một, 2 đôi về. Đấy. Bắn được 2 đôi về. Đó đấy. Tem này là tan tem dán thêm nhá. Không phải là của DE Acoustic này đâu. Mà là của DC hay là DE đấy. DE. DE. Chuẩn DE. DE tức là viết tắt của Ding Mic lớp. Đây này. Là O vào E đây nhá. Ding Mic. DMX. Em xin đấy. Kiểu kiểu ấy. Đây là ốp tay sách này. Tất cả cái này nó có đều tác dụng của nó nhá. Tác dụng của cái này là nó sẽ nén cái chung ở đây, nó đẩy ra, tạo ra một cái nhịp phây nữa. Đấy. Về cái phần cổ chung này thì, ô anh ơi, cái này nó bị mất này, mất mấy cái miếng xốp này. Mấy cái mút đấy không quan trọng. Rồi ok, em tưởng anh cầu kỳ quá thì. Không. Nhưng phiên bản này thì các bác tưởng là nó sẽ có một cái cổ phây đây, nhưng cái này không có. Ở Trung Quốc họ chụp ảnh, họ báo với anh ấy không có. Và đây là bên cạnh thùng này khá là to nhá, kích cỡ của thùng thì không kể đâu nhá. Bởi vì làm phân tần cho anh ấy thôi. Đôi này dự kiến đôi phân tần cho một đôi này dự kiến với những vị khách bình thường là 4 đến 5 triệu cho một đôi. Còn riêng với anh Sự em chỉ lấy 3 triệu đổ về. Anh có vui không ạ hay là anh ghét em? Ok ok ok. Anh ghét chú thì anh chơi với ai? Giờ lại kể với các bác nhá, là cái cổ X-Fay này 20 này. Không, tức là 35. 15 inch. Từ điểm dưới cùng điểm trên cùng 15 inch. Còn cái home check này thì nó vào 12 inch. Tức là khoảng tầm 30cm từ mép này đến đây. Cái độ cao của home check này. Check này nằm home check này là sợi composite kết hợp cùng với tức là sợi là amirang kết hợp cùng
cái keo epoxy gọi là vật liệu composite đấy, giữa hai cái nọ và một cái chai thì nó kiểu như thế. Đây là củ này nó cũng bằng kiểu như thế, nhưng mà họ là đúc cái này là đúc rỗng nhá, nên nó rất là nhẹ. Còn cái này nếu như làm nguyên khối này thì ối ôi tiền. Như này thôi mà đã 3 triệu rồi. Như này là hai miếng họ ghép lại xong bắt đầu nó họ vá này thôi. Nhìn thấy cái vết vá này. Thanh sắt này nó sẽ chạy từ bên trái qua bên phải luôn. Nếu như Việt Nam mà có điều kiện ấy, Việt Nam mà làm được ấy, thì em sẽ copy mẫu này, gần giống thôi. Khác khác tí không lại dính bản quyền của anh Sự thì anh không đánh đâu, không đánh bản quyền đâu. Anh không đánh bản quyền đâu, anh xin tắc quyền thôi. Nói tóm lại là mong muốn tìm được một cái bộ âm thanh để đi làm cho nó ưng ý thì mình mới tìm đến Văn Lộc. Vâng. Lúc qua YouTube thì anh em mới lại tìm lại gặp lại được nhau. Vâng. Đấy, cũng là một cái duyên. Đấy, em tưởng nằm nạc mất anh rồi, hóa ra chưa nạc, may quá. Anh cũng thế. Ok, video chúng em review sản phẩm siêu khủng đến đây là kết thúc nhá. Em sẽ hẹn các bác một cái clip test trong vòng 15 ngày tới. Cặp này thì khả năng là sẽ rất nhiều linh kiện đấy. Cái này chắc phải mang ra sân bóng chứ ở đây điếc tay bà con. Ở đây không đánh được. Nếu như ở đây thì chỉ có cái khu vực trên kia anh kìa. Trên cái đường kia em kê cái chỗ nhà cũ ấy, xong bắt đầu em đánh thẳng xuống đường mới. Mà với cái hong check như này này thì theo quý vị khán giả là chúng ta sẽ tả là nó là bao nhiêu độ, chứ cái này em thấy là nó là 12 độ rồi. Như thường thường là 12 đến 15 độ rồi. Hôm này. Cái này em chưa vào website chính thức của hãng nên là chưa biết được. Và đây là cái hom của nó bát mở ra nhé. Cái này nếu mà đo thì chắc nó chỉ được 15 độ thôi. Tổng cộng là 30 độ trái phải. Nên xuống ở khoang bát với khoang min này là 0 độ nhé. Bởi vì thẳng vách luôn. Còn hong check thì là 15 độ. Tức là nôm na con này là phủ là có 30 độ quay sao. Đấy, nó còn bắn xa hơn cả na ray. Bởi vì na ray các bác biết rồi. Na ray thì góc mở trái phải nó sẽ là 90 độ hoặc bét nhất là 60 độ. Nhưng con này thì nó có 30 độ thôi. Thì nó bắn sẽ thẳng. Bắn gần như là một chùm tia laser, bắn ghê lắm. Và cái thông số sensitivity ở đây này. Các bác nếu mà để ý thì sẽ thấy là phép quy RAM từ 60Hz đến 18kHz trừ cộng trừ 3dB. Đây họ chỉ ghi trừ 3dB thôi. Em cố gắng làm sao tái tạo được cái tần số mong muốn được như này. Sensitivity là HF là 112 decibel trên 1W 1m. Không biết là có đo đại điện áp bao nhiêu nhưng mà thấy nó ghi này. Min F này, mid RAM này từ 106dB 1W 1m. NF là 104dB 1W 1m. Với cái thông số của nó thì em sẽ tả như sau. Củ bát này có độ nhạy là 98dB cộng với hom thùng cộng với củ X-Fay, Ultra X-Fay này thì nó sẽ búp lên được là 100 bao nhiêu nhỉ? 104dB. Đấy, tức là được cộng lên được 8dB nữa. Củ mid RAM này trung bình độ nhạy là 98 hoặc là 100dB đi. 100 mà lên được 106 thì cộng được 6dB, chỉ dựa vào đúng cái bản chất của cái hom thùng, không có X-Fay gì hết. Đấy. Và củ Ultra Check này thì độ nhạy siêu cao là 110 mấy nhỉ? 116. 112. 112. Bởi vì bản thân của cái củ check này thì độ nhạy bản thân là 106 hoặc là 107. Nhưng vào cái họng kèn này nó búp tiếng lên xa. Bóp họng lại thì là nó sẽ búp lên được 112. Đấy. Thì đây là một cái chia sẻ hay cho các bác nhé. Nếu các bác nào có không biết là các bác có ghét không, nhưng mà nếu như các bác có một hệ thống âm thanh theo kiểu nào hoành tráng khủng bố đại ca đại tẩu này mà muốn làm phân tần cho nó đơn giản, không thích chiêu quay nữa, không có điều kiện để chiêu quay, thật ra chiêu quay nó hay hơn nhiều, nhưng mà cắm nhiều dây lắm, không ai cắm nhầm cái thì xin chia buồn với các bác. Thì nếu như các bác mà muốn thế thì chỉ nên gặp em hoặc là nên gặp những anh em nào có chuyên môn kỹ thuật cao bằng em hoặc cao hơn em thì hãng nào, còn cao gần bằng em thì chưa biết được. Mà nói nôm na nói vui thế thôi chứ các bác biết trình độ em thế nào. Thì anh Sự có nhắn nhủ điều gì với khách hàng trên kênh YouTube không ạ? Cũng chỉ là mong anh em xác định mà chơi được âm thanh, muốn có âm thanh hay tốt thì anh em nên tìm những người có tâm. Mình phải nói đúng là có tâm. Vâng. Không những có tâm, có cái là mọi vấn đề đều có tâm cả. Dạ. Thì okay. Ra sản phẩm sẽ được tốt và hay. Vâng. Thế thôi. Thì trước hết là cái qua tay anh đã. Ừ. Cảm ơn anh trước tiên, cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng đã. Còn có tâm thì ai bán hàng có tâm thì người đó sẽ có một lượng khách hàng trung thành. Có tâm ăn có tầm. Không, có tầm thì người nào nhiều tiền người đó có tầm. Ừ. Đó ạ.
Đâu rồi, đây là đồ của anh Sự, anh mang đến, anh nhờ bên em set up và thiết kế phần tần. Thế thôi nhá, anh xin phép anh về đây. Vâng, à, ok. Anh nhá. Hôm nào xong alo anh xuống. Em tí em sẽ lưu số anh vào. Okay. Hôm qua hôm nay quên. Đấy, và cấu hình của anh sử dụng là cái rác này thôi, thay thế linh kiện, thay thế là cái rác này thôi. Đấy, ok. Đây là xe của anh Sự. Ok, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nhá.